Những ngày qua, cái tên Dương Cẩm Linh được nhắc nhiều trên mạng xã hội khi một tài khoản đăng tải đoạn clip tố nữ diễn viên quyệt nợ. Theo tờ Thể thao Văn hóa, trước khi xuất hiện clip này, nữ nghệ sĩ vốn có cuộc sống khá sang chảnh do đó ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Cô sống trong căn nhà sang trọng hay đi du lịch cùng gia đình. Năm 2020, người đẹp còn tậu cả xế hộp tiền tỷ để tiện di chuyển. Thông qua những gì nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc, đủ đầy. Tuy nhiên, sau khi chia tay mối tình thứ hai vì phát hiện bạn trai của ngoại tình trong lúc cô đang mang thai và sinh con, cuộc sống của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. Thời gian vừa qua, tôi bị mất thăng bằng vì biến cố tình cảm khó chấp nhận, đó là một giai đoạn bi kịch kinh khủng, hiện tại, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, con thứ hai của tôi mới hơn một tuổi, tôi phải đi làm nhiều hơn để trả nợ và cuộc sống của tôi cũng khó khăn hơn nhiều, Dương Cẩm Linh chia sẻ. Đến nay, bên cạnh việc phải cân đối chi tiêu cho cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên còn phải gồng gánh nuôi hai người con và điều hành công việc kinh doanh riêng. Dương Cẩm Linh cho biết cô không quyệt nợ và vẫn livestream mỗi ngày trên fanpage để kiếm tiền. Đối với người xuất hiện trong clip chặn đường đòi nợ, Dương Cẩm Linh cho biết cô nợ người này 300 triệu đồng, đã trả 190 triệu, hiện còn nợ 110 triệu. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ, chia sẻ trên dinh.vn, cô cho hay, tôi trả cho người này nhiều tháng qua, nhưng tháng này tôi bị chậm 5 ngày, Tôi không hề trốn nợ mà vẫn live stream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp, lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân, lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hàng tháng lên công an phường 12, quận 10 Hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy.